Ở cô Hoa gì vừa rồi, bác Hoa thôi, xưng bác đi cho tôn trọng tí. Bác ở bên đây cũng lâu rồi em, thì mọi người cũng thấy bên đây cái cuộc sống nó rất là tẻ nhạt. Với người trẻ thì như như là em á, là đã tẻ nhạt rồi, mà thử hỏi bác ở bên đây tẻ nhạt đến cỡ nào nữa. Thì cũng mong bác trong một thời gian sắp tới có thể về Việt Nam để mà không cần phải làm gì hết, chỉ cần chạm xuống cái đất Việt Nam của mình thôi là mình đã cảm thấy cảm mãn nguyện lắm rồi. Nói thiệt, nhiều người Việt kiều bên đây á, người ta mong mỏi về Việt Nam. Nhiều người tài chính người ta không đủ để mà ta về. Ở bên đây nhiều người ta đi làm, phần đông đi làm cũng ở bên đây cũng có người Việt giàu có chứ. Nhưng mà cái số giàu á, nó không nhiều bằng cái số phần thấp hơn. Nhiều người qua đây mới qua đây á, thấy thích lắm cơ, được người nhà đưa cho đi chơi tùm lum, như là đi Las Vegas nè, đi Disneyland nè, trời ơi, mê lắm. Xong rồi sao cũng phải dấn thân vào đi làm tất tần tật à, cũng cũng phải đi kiếm cơm thôi. Mà bên đây á, không phải như bên Việt Nam. Bên Việt Nam á, ví dụ như cái em đọc đọc trên online á, thấy có cái anh gì á, ảnh đi bán bánh tráng trộn á, đó bươn chải vậy cũng có tiền đó. Nhưng mà ảnh bán được đồng nào ảnh bỏ túi đồng đấy, chứ không phải như bên đây. Ai đi làm bên đây ngoại trừ trả tiền mặt thì ông nói, ai đi làm bên đây á, là nó vô cái khuôn khổ hết, là vô phải đóng tiền thuế. Mà mọi người nghĩ coi, cái an sinh xã hội, cái bảo hiểm sức khỏe, những cái phúc lợi xã hội mà cái lũ Ba Que nó ca ngợi, không phải chỉ nước Mỹ mà Thụy Điển hay là các nước châu Âu hay các nước tư bản khác đi nữa, tụi nó ca ngợi dữ lắm cơ. Tụi nó nào là được miễn phí cái này cái kia, không con cái được đi học đã đời, không có phải lo một cái gì hết. Nhưng mà tiền ở đâu ra, Đóng tiền ở đâu thuế ai ra các khổ bạn? ra tiền thuế thôi. Thụy Điển đóng thuế hơn 61% nha các bạn. Đó là một ví dụ điển hình đấy. Ở Mỹ bên đây thì đỡ hơn chút, nhưng mà nó cũng ở Mỹ bên đây thì phức tạp hơn nhiều. Là những ở Mỹ bên đây thì những người mà thấp kém á, mà thu nhập rất là thấp á, thì hầu như là sắp tới đây 2018 này nó thay đổi về cái định luật thuế, thì những người mà thấp kém mà thu nhập không cao á, hầu như là không đóng một xu thuế nào luôn. Là ai nuôi? Những tầng lớp trung lưu, những người giàu có người ta nuôi hết một đống những người mà nghèo bên đây là miễn phí. Bởi vậy những người Việt Nam qua đây á, nhất là lũ Ba Que tối ngày ca ngợi, ôi đã quá, tôi qua Mỹ tôi được bảo hiểm sức khỏe miễn phí nè, đã vậy mỗi tháng tiểu bang còn cho tôi tiền nhiều lắm cơ, tha hồ, giống như là tôi ăn ở sống miễn phí, được cho nhà cửa này nọ, thì cũng là tùy trường hợp. Nhưng mà phần đông á, ở bên cái Cali này á, tại sao người Việt chung đụng ở đây nhiều nhất, ở bên Cali này xin tiền trợ cấp cực kỳ dễ. Bây giờ lên trên mạng, điền cái đơn đơn trên mạng gửi đi, xong rồi gửi một số hồ sơ trên mạng thẳng luôn, rồi khỏi phải đến cái văn phòng, khỏi phải làm cái gì đó, lên trên mạng nó không cần gặp mặt luôn đấy, rất là dễ. Cho nên người Việt ở bên đây rất là nhiều, nhất những người mới qua bên đây á, mà chống cộng bên đây người ta rất là thích, tại vì cái gì cũng được free. Free là như ai, những người như em, những người như bao người Việt tầng lớp trung lưu và những bao nhiêu người Mỹ khác, để người ta đóng vô cái hệ thống này. Mà nghĩ coi, đi làm á, mà nhiều khi đóng tiền thuế 30, những người giàu có thì phải đóng lên nhiều khi đến 40 50% tiền thuế. Còn trong khi những cái người mà lũ Ba Que bên đây á, không phải ai cũng vậy, nhưng mà phần đông bên đây á, ngửa tay ăn trợ cấp là cũng từ tiền tụi em chứ từ đâu ra. Và sau đây cái mẹ nấm này nha, mẹ nấm ở đây nè, anh còn nghe em nói rõ không? Có, vẫn vẫn rất rõ. Là mẹ nấm bên đây nha, em cứ tưởng là mẹ qua bên Cali để em hóng, em coi coi khi nào cầm cầm cờ xuống khu vực Phước Lộc Thọ em quay coi. Ai dè qua bên Houston, trời ơi, qua đây gửi làm sao? Qua đây tụi nó cũng giống như thằng Vương Nguyễn á, qua đây tụi nó hoan hô tung hô, ô chào mừng đại nữ tướng, anh hùng dũng cảm, cuối cùng cũng qua được nước nước tự do rồi. Thế là sao, vài tháng sau cũng cũng trôi trôi vào dĩ vãng thôi, tụi nó cũng chẳng coi ra gì. Nếu mà tiếp tục làm việc cho tụi Quy nó cứ như tầm ngồi vậy cờ nữa đi. thì
Đâu anh? Không có, không, à, xin lỗi, trả lời AQ tí. AQ đã nói rồi, anh Bằng thì nói một là một. AQ đổi cờ vàng, nghe ra sang cái đấy thì ok, cho ngồi nghe. Chứ còn con cờ vàng là lốc. Thế thôi, hiện nay AQ cứ ngồi cho nghe. Để khi nào coi như là anh sẽ họp anh em trong nhóm DQ xem tình hình thế nào đã mới cho AQ lên. Thì hiện nay không lốc AQ, để cho AQ ngồi nghe. Đã đổi cờ vàng, rất hoan nghênh, bước đầu. Rồi, xin AQ ơi. Ừ. Trời ơi, A Quy ơi, quay đầu là bờ. A Quy ơi, tôi biết là, tôi không biết là anh lớn, chắc anh lớn tuổi hơn tôi, thôi xưng anh đi. Đúng rồi, lớn hơn. Anh biết là anh á, biết sự phát triển của Việt Nam đấy. Tôi nghe anh cũng nhiều lắm rồi, bao nhiêu tháng nay rồi tôi theo dõi, tôi thấy anh vẫn chống lại Việt Nam giống chưa như là lên, robot gì đó. Mà anh phải quay đầu là bờ, tại vì á, lúc nào bên đây cũng nói đừng nhìn những gì cộng sản, đừng nghe những gì cộng sản nói, hãy nhìn những gì cộng sản làm. Và bây giờ cộng sản đã đưa cái đất nước lên sánh tầm với năm châu bốn bể rồi, thì bây giờ anh còn đòi hỏi cái gì nữa? Từ một đống đổ nát, tụi Trung Quốc nó thâm độc đến cỡ nào mà năm 79 qua nó đánh không lại, nó rút, nhưng mà nó rút nó còn chơi bẩn nữa, nó còn phá tan xí nghiệp, nhà máy, bệnh viện tùm lum hết đó. Thì từ một cái đống đổ nát hoang tàn đó mà bây giờ là sánh tầm năm châu thì ít hay nhiều cũng phải nhờ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam chứ anh. Chứ bây giờ các anh muốn giải thể Cộng sản thì bây giờ ai lên? Trong cái lúc giải thể đây dân hỗn loạn hết, bây giờ ai lên? Chắc A Quy lên nổi ha. Lên A Quy lên được, tôi cũng phục A Quy luôn á. Các bạn thấy như là Cù Huy Hòa Vũ nè, hồi xưa mấy năm trước thì còn lên mặt chống cộng, bây giờ biến mất tâm đâu, không thấy đâu. Ở bên cái cộng đồng ngay thủ phủ này tôi đâu có nghe thấy Cù Huy Hòa Vũ lên tiếng nói gì nữa. Rồi Tạ Phong Tần gì đó. Đó. Rồi cả luật sư Bùi Kim Thành, tôi mới post cái bài đi lượm lon gọi là vũ khí lượm lon để bán kiếm tiền cho ông tổng thống rồi. Trời ơi, nghe thật không hoang tưởng quá, mà đúng là bệnh thần kinh thì các em nhìn tội nghiệp bả luôn á. Cái thằng Dũng xin lỗi, trả lời cái thằng Dũng anh Quách ấy, anh nói với mày này, mày cũng còn trẻ nhưng mày thuộc dạng coi như nửa nam nửa nữ, nhưng mày tao thấy cái đầu óc của mày nó ngu quá. Bây giờ mày có đất nước Việt Nam coi như là mày sánh vai bằng coi như là Singapore với Nam Hàn, mày nói cái câu đó cho mày ngu thế, mày không hiểu về cái đất nước Việt Nam như thế nào mà mày là người đang sống trong đất nước này. Rồi xin mời em. Vâng, lần trước thì em đã nói so sánh làm chi, chủ yếu là lo góp phần được. Mình đã đừng dũng giống như ông tổng thống John F. Kennedy đã từng nói, đừng kêu gọi đất nước đã làm gì cho bạn mà bạn đã làm gì được cho đất nước rồi. Bạn làm được gì rồi thì bạn hẳn nói. Còn tối ngày cứ đi so sánh Singapore đi. Tại sao Singapore phồn thịnh? Là nó là trước đây là thời xa xưa ngàn xưa, nó là cái cảng Malacca, là bao nhiêu hàng hóa thương mại phải qua đó hết. Đúng đấy rồi. Mà nó một đất với dưới cái thời hiện đại thì nhờ sự lãnh đạo tài tình của Lý Doanh Cư, dịch ra tiếng Việt là như là Lý Quang Diệu đó, thì cũng là một người tài, thì người ta đưa đất nước thì mình nhìn vào đó để mà mình học hỏi đó. Mình đi ra nước ngoài, con cháu đi ra nước ngoài để mà đem kiến thức về đóng góp cho đất nước, để sánh vai với năm châu bốn bể. Còn ai muốn đi ra nước ngoài định cư, thích thì cứ đi ra thôi, nhưng mà đừng bao giờ mà phỉ báng về đất nước. Đúng chúng rồi. Tôi không bao giờ, đất nước không bao giờ phỉ báng các bạn, mà tại sao các bạn lại phỉ báng đất nước như vậy? Đấy, đất nước có làm gì các bạn đâu, các bạn đi thì các bạn đi, các bạn về thì đất nước có bao giờ mà đối xử tệ gì các bạn. Đất nước Việt Nam là đất nước chào đón tất cả, ngay cả người nước ngoài cũng chào đón nữa, chứ không phải là những người con tha hương cầu thật ở bên nước ngoài. Đất Việt Nam luôn luôn chào đón và luôn luôn mong mỏi các anh các chị hãy quay về đất mẹ dù chỉ một ngày, để mà đặt chân lên cái đất mẹ, để mà sờ được thấy cái mảnh đất quê hương của mình. Đó là đủ lắm rồi. Còn những người già, tôi làm ơn, nhiều người Việt Nam người ta cứ nghĩ là ở bên đây phúc lợi an sinh xã hội, người ta cứ muốn đem cha mẹ già cả 60, 70 tuổi qua. Thì đúng, 60, 70 tuổi ở bên đây nè anh, 65 tuổi là đã hưởng được cái Medicare, tức là bảo hiểm sức khỏe gọi là miễn phí hết đó anh.
Ví dụ anh có bị bệnh gì vô bệnh viện người ta chữa hết cho anh, chỉ là tiền thuốc thì nhiều khi á anh phải đóng thêm thôi, nhưng mà chữa hết, ví dụ như anh bị đột biến hay là bị bệnh tim hay gì nặng gì vô bệnh viện nó chữa miễn phí hết nếu mà anh 65 tuổi trở lên đó. Cho nên nhiều người ta muốn qua đây cho cha mẹ qua đây để mà lãnh tiền già, gọi là tiền SSI á. Ai ai ở bên đây hải ngoại là biết tôi nói đúng mà, supplemental income á đó. Chỉ muốn qua đây vậy là rất là ích kỷ đối với ba mẹ mình. Ba mẹ mình nó sống không được ở bên cái đất nước này, nó tẻ nhạt lắm anh ơi. Ở bên đây cho dù có cái cộng đồng đi nữa, cộng đồng nó cũng không có gắn bó với nhau, cộng đồng mà cũng chửi bới nhau rồi Chửi nhau. Tranh giành với nhau đó. Cộng đồng như vậy sống ở đây rất là thấy nhục nhã. Những người ở bên đây người ta rất muốn về Việt Nam, người ta đang ở bên đây là cũng giống như em, là tại vì hoàn cảnh ở bên đây lâu rồi, công ăn việc làm ổn định ở bên đây rồi đấy, người ta muốn về lắm. Trời ơi, bây giờ mà tài chính của em ổn định một cái cũng biết bao nhiêu người Việt kiều khác, trời ơi, người ta cuốn gói về ngay anh ơi, chứ không có đợi một giây một phút nào đâu. Em còn cái hộ chiếu Việt Nam mà, em Đúng vẫn rồi còn là em, công dân Việt Nam mà thì đúng rồi em có đó hai em... hai hai quốc tịch mà, thì cũng qua đây giới thiệu cho đúng tất rồi. cả mọi người cũng chưa chưa biết em, tức là em hiện nay có cái nickname là Chúng Mà Que, còn tên thật không nói ra đây, là bạn của học hồi cấp 2 của thằng Trung Mập đó. Thì là sắp tới em hình như tuần sau hay là tuần sau về về Việt Nam hay là tháng tới. Giữa tháng 11 em về anh ơi, thì Ok. lúc đó sắp rồi về Sài Gòn rồi gặp các anh chị rồi mình em mới giải bày thêm cuộc sống bên đây, nhiều nhiều cái tụi nó tuyên truyền là láo xược ở bên đây lắm anh ơi, nào là thiên đường đủ thứ, bởi vậy em phải nói cho mọi người biết chứ. Ở bên đây thì đồng ý là mỗi gia đình có mỗi cảnh, có người giàu người nghèo, nhưng người nghèo nhiều hơn người giàu ở bên đây. Nói về cái khu người Việt á, với lại người giàu người ta cũng chẳng sống ở cái khu Việt Nam này đâu, phần đông người ta đi ra ở khu Mỹ trắng người ta sống, mà điều kiện người ta tốt hơn thì tội gì người ta chui vô cái đám này để tụi nó phá đó. Đó, tụi tụi này á, là bây giờ yếu thế lắm rồi, tụi nó đang cần những người nào như là mẹ nắm qua để tụi nó thêm thêm vô cái lực lượng, chứ bây giờ tụi nó yếu quá rồi. Bây giờ tụi nó nổi cái tiền tiền gây quỹ lừa đảo nhiều người ta biết rồi, cho nên dần dần mọi người đừng lo nữa. Cái lũ ba que bên đây Cali là thủ phủ mà tụi nó còn yếu thế như vậy thì nói chi. Còn mấy thằng bên đây, bên đây Chương Tân Thái tụi nó cũng kiếm cơm chọ hè thôi chứ cũng không làm được gì hết á. Bên tại ở bên Cali này nhiều lũ ba que nhất là tại vì Cali quá dễ dàng để có thể xin trợ cấp. Mẹ nắm qua đây là đảm bảo nhiều khi chỗ ăn chỗ ở có được hết luôn á. Cái này là chưa nói đến cái sự giúp đỡ của cái tụi Việt Tân nha. Cái này là một mình á, của mẹ nắm thôi á, với mấy đứa con á, là nếu mà qua đây có thẻ xanh này nọ là ngon rồi đó, là đã có thể sống mặc dù không có giàu đâu, mà ngửa tay ăn trợ cấp mà. Thì nhiều khi một tháng nó cho cỡ chừng ngàn gì đó, quá lắm 2.000, 2.000 thì thấy chắc không có đâu. Rồi tiền ăn thì cũng có gọi là food stamp. Food stamp bên đây nó đổi thành viết tắt là EBT đó anh, là nó cho phiếu một tháng nó cho bao nhiêu tiền, ví dụ như hai hai 300 đô á, mình cầm cái phiếu đó, họ cầm cái thẻ chứ, thẻ giống thẻ tín dụng á anh, vô trong chợ mua thịt cá mua cơm mua này nọ rồi á, trả bằng phiếu cũng từ tiền thuế của tụi em với bao nhiêu người khác thôi đó, chứ tiền đâu ra, chính phủ làm gì có tiền, chính phủ thu thuế thôi chứ chính phủ làm gì có tiền đó. Mày cái Đó thằng Jim Nguyễn mày mày cay tao lắm hả? bởi vậy nhiều người ta không biết cái gọi là luật thuế bên đây, rồi luật này luật kia gọi là kìm hãm người dân đến cỡ nào so với sự tự do ở bên Việt Nam. Ở bên đây mua nhà nha anh là trăm bề, em mà cho anh coi cái gọi là cái quy trình mua bán nhà cửa bên đây, thật sự mỗi lần mà ai mua nhà không biết người ta ký bao nhiêu cái giấy tờ luôn á, thiệt nhiều khi cả trăm giấy tờ luôn á. Còn trong khi bên Việt Nam á, trời, giữa người bán người mua em ra ra ký cái sạch rồi xong trao tiền rồi xong, chứ bên đây nào là bảo hiểm này bảo hiểm kia, bảo hiểm cháy động đất rồi luật thuế nhà một năm đóng 2 lần rồi đủ thứ các tiền, tiền nước rồi tiền nếu mà mua trong cái khu gì biệt lập chút xíu, không phải khu giàu có nữa, khu bình thường cũng có cái khu biệt lập nữa, là phải đóng tiền gọi là tiền hoa, tiền HOA,
đó, Homeowner Association đó. Ở bên đây ai mà ở bên đây là nghe tôi nghe em nói là biết ngay là tiền gì rồi. Tiền hoa nhiều khi á, lên đến chỗ giàu có nhiều khi lên đến ngàn đô hơn mỗi tháng. Cái đó là tiền mà giống như là nó quét dọn rồi nó làm sạch rác rưởi này nọ chung quanh nhà đó anh. Đó, còn người nhà single house tức là nhà riêng biệt á, thì không có phải đóng tiền đó chỉ đóng cho mấy tiền nhà phố thôi. Bên đây bởi vậy nhiều khi người Việt qua bên đây á, một thời gian đầu người ta thích lắm, nhưng mà một thời gian sau người ta thấy khổ trăm bề. Khổ ở đây không phải là cực khổ mà là khổ về tinh thần đó anh. Nhiều thứ phải lo quá. Cho nên nhiều người qua bên đây không hiểu sao đâu hói đầu. Trong khi bên Việt Nam á cái đâu có hói đầu nhiều bằng bên đây. Bây giờ lại bên đây cái nước đó, anh, cái nước cho anh hỏi một tí xíu. Rồi. Bây giờ này ví dụ như em hiện nay em mới sang Mỹ chẳng hạn, mà bây giờ ví dụ ba mẹ em ở đây cho em cứ khoảng 200,000 đô la, thì em có cần phải chứng minh cái 200,000 đô la đấy không để mua nhà đấy, để mua nhà đấy? Có chứ anh. Thì sao? Trời đất ơi, nó phải nói tiền này là tiền gì. Ở bên đây là nó rất là khắt khe cái việc mà tiền bạc. Ở bên đây có cái luật gọi là nó có nguyên cả cái hội đoàn mà chống lại về cái vụ tiền đen rửa tiền đó anh, gọi là money laundering đó, tiếng Anh đấy cho những ai không biết money laundering. Thì ở bên đây cũng giống như em về Việt Nam nè, hoặc là em quay trở lại đây á, là em chỉ được đem 9,999 đô thôi, chứ em không được đem 10,000 là em phải khai báo rõ ràng cái nguồn gốc của số tiền này đó. Cho nên nhiều người Việt Nam người ta qua đây á, người ta muốn đem tiền qua đây người ta phải đem qua chợ đen anh ơi, chứ người ta không có đường chính chính mà người ta đem. Nhiều người ta không muốn, mặc dù dừng đường chính chính thì cũng được chứ không phải là sai luật lệ. Nhiều người ta vẫn gửi tiền số tiền lớn mấy trăm ngàn, nhiều khi cả triệu đô qua đây, nhưng mà em phải khai báo rõ ràng, giấy tờ rõ ràng, nó gọi nó hỏi tùm lum. Cũng giống như là em gửi tiền cho người nhà ở bên Việt Nam đó anh, nhiều khi em gửi có mấy ngàn đô chưa đến 10,000, nó cũng phải gọi em nói chuyện với em, hỏi em, không có phải là tra sát mà là hỏi chỉ biết thêm ơi cái nguồn gốc như thế nào thôi. Còn những số tiền lớn như mấy trăm ngàn đô đến triệu đô trở lên á, thì em phải gửi cho nó nhiều cái hồ sơ bằng chứng em là chủ của số tiền đó, rồi bằng chứng nguồn gốc nó đi từ đâu, nó đi từ đâu đến đâu, vào cái tài khoản nhà băng số mấy, rồi ngày tháng như thế nào, phải rõ ràng hết. Và số tiền đó sẽ được dùng để làm gì, dùng nhiều việc thì những việc đó là như thế nào, liệt kê hết ra đó. Ở bên đây là cái số an sinh xã hội nó bấm ra một cái thôi, em cũng có số an sinh xã hội nè, nó bấm ra một cái thôi là biết hết tất cả tất tần tật. Em là người gì, em bao nhiêu tuổi, em đã từng sinh sống ở đâu, em hôm kia em đi đâu, em làm gì, du lịch như thế nào. Ở bên đây Google nó cũng biết hết em làm gì anh ơi. Bên đây giống như là cái con robot, mỗi một người là một cái con số vậy đó, chứ không phải là như bên Việt Nam. Bởi vậy bên Việt Nam nhiều khi thoải mái hơn nhiều, còn bên đây giống như là đi đâu cũng có người dòm ngó mình, cái cảm giác vậy đó anh. Mình lên internet, máy vi tính, mình làm cái gì cũng bị kiểm soát hết. Là những cái dịch vụ mà internet mà mình mua mà hàng tháng mình trả tiền á, là những cái thằng đó là nó biết hết những cái trang nào mình mà đến đó. Rồi á, cho nên ở bên đây cũng có cái dịch vụ gọi là che đi cái địa chỉ IP đó anh, để cho mấy cái thằng dịch vụ đó nó không biết mình làm những gì, nhưng mà cái đó mình phải trả tiền. Em cũng mua mấy cái đó, nếu mà ai biết gọi là VPN, VPN đó, đó là phải trả tiền nha, nhiều khi mấy chục đô cho đến cả trăm đô trong một năm hoặc hai năm tùy cái dịch vụ đó. Thấy thêm một cái để bỏ vào đầu mình để mình suy nghĩ nữa anh, thấy không? Ở bên Việt Nam em có suy nghĩ mấy cái khỉ này đâu đó, mà tụi nó cứ tối ngày tụi nó về, tụi nó chống phá một cái đất nước yên lành như thế, một cái đất còn tự do như thế so với bên đây đấy, quá tự do. Thôi em chia sẻ thế thôi. Yeah. Cảm ơn anh và mọi người nha. Một lần nữa chúc các chị em luôn khỏe mạnh và vui vẻ nha, trẻ đẹp nha. Rồi. Em đi làm đây. Rồi, xin...